Thế nào là hạnh phúc thật? Luca chương 11, từ câu 27 đến câu 28. Khi Đức Giê-xu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với người: phúc thay cho người mẹ đã kêu mang và cho thầy bú mớm. Nhưng người đáp lại: đúng hơn phải nói rằng phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Kính chào anh chị em. Lời Chúa ngày hôm nay, nếu chúng ta nghe một cách vội vã thì chúng ta cảm thấy như là một sự thách đố. Bởi vì khi Đức Mẹ muốn gặp Chúa Giê-xu và cái tin đó được đến với Chúa Giê-xu, thì Chúa Giê-xu hỏi mọi người rằng: ai là mẹ, ai là anh em của tôi? Ai? Mẹ của Ngài đang ở ngoài mà còn hỏi ai, nghĩa là làm sao? Nếu chúng ta nghe vội vã thì chúng ta thấy như thế nó là một sự từ chối hoặc thách thức. Nhưng nếu chúng ta đọc cuộc đời của Đức Trinh Nữ Maria thì chúng ta sẽ thấy cái câu trả lời của Chúa Giê-xu mới quan trọng. Chúa Giê-xu trả lời rằng: ai nghe và giữ lời của Cha, tức là của Đức Chúa Trời, thì người đó là mẹ ta. Và chúng ta biết Đức Maria đã bỏ qua kế hoạch riêng tư của mình để đi vào trong kế hoạch trọn vẹn của Thiên Chúa. Đức Mẹ nghe và giữ lời Thiên Chúa trong lòng mình, và không phải giữ cái lời đó như là một ký ức, như một tri thức, mà giữ cái lời đó như là sự sống, và sự sống lớn lên mỗi ngày để thành Giê-xu sinh ra cho chúng ta. Ai? Người nghe lời Chúa. Ai? Mẹ Maria. Ai? Người sinh ra Chúa Giê-xu. Ai? Chính anh chị em và tôi. Chúng ta được mời gọi nghe lời Chúa, giữ lời Chúa, để lời Chúa lớn lên như mẹ Maria, để xin Chúa Giê-xu cho người khác. Bởi vì trong nhân loại chúng ta đang sống còn rất nhiều người mong có Chúa Giê-xu, cần có Chúa Giê-xu, và thậm chí ngay cả những người không hề biết Chúa Giê-xu là ai, họ cũng mong được hiệu quả cứu độ của Chúa Giê-xu, đó là giải thoát khỏi nghèo đói, giải thoát khỏi bất công, giải thoát khỏi tà ma ám muội, và đặc biệt là giải thoát khỏi những mê lầm của thế giới ác. Xin cho mỗi người chúng ta được mở ra để chính là cái người mà Chúa Giê-xu hỏi là ai, là mẹ của Chúa, là anh em của Chúa, là chính chúng ta. Amen.